Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món thịt heo bằm bọc tôm sốt cà chua ngọt. Ở đây mình có mấy con tôm ha, bây giờ mình bắt đầu nha các bạn. Thịt thì mình buổi chiều về đã ướp rồi, mình ướp với lại chút muối, chút đường, một chút tiêu, với lại một chút bột nêm. Mình cho đây một muỗng dầu ăn, dầu mà mình phi tỏi đó, thành ra cái thịt này bây giờ nó thơm lắm. Lát nữa mình bọc chung quanh con tôm rồi mình chiên nó lên rồi mình sốt cà. Cà thì mình còn nhiêu đây mình làm luôn, không biết 6-7 trái gì đó. Mấy trái này bắt đầu héo rồi, còn ăn được làm luôn thôi bỏ. Để ăn với món này đó, mình ra mình hái được ít rau này, mình để lát nữa ăn cho có rau của người. Bây giờ thớt sạch mình làm trước mấy cái này. Hành lá mình còn có một nhánh nè, ra ngoài vườn hái được mấy cái cọng lá hành nhỏ này vô. Mình ăn lẹ quá nó mà không kịp. Món này các bạn làm với thịt heo bằm sốt cà ăn cũng ngon nữa, giống như là thịt mà meatball đó, ở trong món mì Ý đó các bạn. Mình lấy cái idea của nó mình làm này, nhưng mà mình có mấy con tôm mình bọc vào trong mình ăn cho nó vui chút thôi. Này lá nữa xong mình bỏ lên trên, hành này chút xíu nữa mình phi. Các bạn không cần có tỏi cũng được nha, mình làm cái thịt heo làm cái hành của thôi cũng được nữa, không cần có tỏi. Nhưng mà mấy món ăn mình thích có tỏi vô nên là mình làm tỏi. Tỏi già hết rồi nó khô không. Nếu các bạn rảnh á, mua tỏi về xay ra xong rồi phi lên bỏ vào mấy chai như vậy nè. Hôm nọ mình làm nửa chai mình ăn, từ từ mỗi lần ướp thịt này mình bỏ vô một ít, nhiều khi ăn mì gói bỏ vô một ít cũng ngon nữa. Bây giờ mình làm cà chua. Hơi nhiều cà chua nhưng mà không ăn thì bỏ thôi. Cà chua này các bạn thái nhỏ ra, đừng có nhỏ quá nha. Thái cho nó còn miếng cà chua thì mình ăn nó ngon hơn. Nhưng mà mình lười thì mình xay nó thôi. Mình không cần xay kỹ lắm nha các bạn, mình xay cho còn miếng cà chua hồi mình ăn với. Lát nữa mình sẽ cho thêm một ít ketchup vô. Mấy trái cherry tomato này, mấy trái cà chua nhỏ này nó bắt đầu nó héo hết rồi. Nó chưa bị hư nhưng mà cũng sắp sửa tới lúc nó hư rồi. Mình cho nhiều cà chua nhưng mà lát nữa mình xay sơ sơ thôi là mình không có cần thiết. Nếu không bạn muốn xay kỹ thì mình xay làm hai lần. Không, như vậy là được rồi, mình không cần xay kỹ quá đâu. Các bạn thấy không, giống như mình thái nhỏ ra thôi à, chứ không có xay kỹ. Lát nữa mình qua mình làm xong cà chua. Bây giờ mình làm tới tôm, mình bọc thịt này chung quanh con tôm. Tôm khi mà các bạn chưa làm đó, các bạn để tủ lạnh nha, cho tới khi nào ăn mình mới lấy ra, chứ tôm dễ bị ươn lắm. Lười không được, không biết ăn có ra cái gì không. Tự nhiên nãy trên xe ngồi nghĩ ra, trên đường lái xe về mà thèm. Đại khái vậy nha các bạn. Lát nữa tôm còn dư thì mình làm tôm không, mình bỏ vô sau. Các bạn nhớ nha, mình ướp thịt heo mình cho một ít dầu vô, khi mình làm á gia vị nó không bị bung ra mà thịt lúc nào của mình cũng ngon hết. Nhất là các bạn cho dầu phi tỏi vô đó thì nó thơm lắm. Tôm thì mau chín lắm, mình bọc kiểu này là bảo đảm tôm chín. Tôm bỏ vô chút xíu là chín rồi. Mình phải chiên sơ cái thịt này lên, nếu không hồi nó bể.
Nếu mà các bạn làm thịt không á, không có tôm á, thì được. Vo viên vậy thôi, còn tròn tròn giống như là cái bánh vậy đó, meatball, Mỹ gọi meatball. Nó còn mấy con tôm mình bỏ lên trên. Mình bỏ không ở ngoài á, gần chín mình bỏ vô. Vậy là mọi thứ mình xong hết rồi các bạn ha, mình qua mình nấu. Bây giờ qua phi hành tỏi, mình làm cái này luôn. Tôm mình cũng đem qua, cái này đem qua. Bây giờ bắt đầu mình làm nha các bạn. Mình có hai cái chảo, một cái thì lớn quá, cái này thì lớn quá, cái kia thì nhỏ quá. Mình cho hơi nhiều dầu một chút để mình phi hành phi tỏi. Các bạn cho lửa nhỏ lại thôi nha. Lúc mình phi hành thì tỏi mình làm lửa nhỏ thôi. Tại vì cái chảo lớn quá mình phải nghiêng như vậy cho nó có đủ dầu á. Nếu các bạn muốn cho hành nó giòn á thì hành nó phải khô một chút nha. Các bạn có thể phơi nắng hay bỏ vô lò nướng á, ở khoảng chừng 100-150 độ. Mình nướng khoảng 5-10 phút cho nó khô hành lại thì mình phi nó mới giòn được. Còn nếu phi kiểu mình như vậy á, hành còn ướt á, hồi hành nó mềm lắm. Nhưng mà mình chỉ cần cái thơm của nó là ra mình nó quan trọng. Được rồi. Mình cho dầu vừa đủ để mình áp chảo thôi nha các bạn, chứ mình không có deep fry nữa. Mình chiên vừa tới thôi. Lát nữa mình nấu nữa, thành ra mình không cần phải chiên kỹ nha các bạn. Mình chiên sơ sơ cho nó nám cạn thôi. Mình chiên sơ sơ như vậy được rồi đó các bạn. Bây giờ mình tắt bếp rồi mình vớt nó ra. Bây giờ mình mở bếp lên lại, mình làm sốt cà. Mình cho khoảng chừng 2 muỗng canh ketchup vô. Mình cho khoảng 2 muỗng canh sốt cà chua. Nếu bạn ăn cay được mình cho chút xíu ớt vô nha. Bạn nào không ăn cay được thì đừng. Tát nữa mình nêm sau, nhưng mà bây giờ mình cho chút ớt vô. Cà bây giờ nó ra nước thơm rồi đó các bạn, nó mềm cà rồi. Mình cho nước vô. Đúng ra mình làm cái chảo nhỏ hơn một chút xíu nữa thì ngon, mà mình không có cái chảo nhỏ. Cái nhỏ của mình thì lại nhỏ quá. Các bạn chở mặt cho nó thấm đều gia vị vô hai bên nha. Nếu nhà bạn mà có làm sẵn dầu màu điều á, các bạn cho vô một chút xíu nha, cho nó có cái màu đẹp thôi. Mình cho khoảng 2 muỗng cà phê dầu màu điều vô đó, một hồi cho có màu một chút. Nếu mình cho nhiều cà chua quá thì nó sẽ chua quá. Bây giờ mình bỏ mấy con tôm này vô nè, tôm màu chín lắm. Còn mấy con không bỏ vô đây cũng không biết làm cái gì. Nếu bạn không thích nhiều nước á, thì bạn cho ít nước lại nha. Gần chín rồi đó. Tôm vừa chín đây là mình ăn được các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình nêm ha. Mình cho một muỗng bột nêm. Món này là món chua đó, thành ra mình phải cho đường vô để nó quân bình lại.
Mình muốn đầy cà phê đường, lát nữa mình nêm thêm xì dầu đó. Thành ra mình cho cái này khoảng nửa muỗng cà phê muối. Các bạn cho khoảng một muỗng canh xì dầu nha. Hai muỗng cà phê nè. Mình cho hai muỗng cà phê cỡ một muỗng canh xì dầu. Mình nêm quen rồi, thường thường như vậy là vừa đó, mình không cần phải chỉnh lại nữa đâu. Mình nói vậy thôi chứ mình cũng nên nếm lại một chút. Vừa rồi, mặn ngọt đủ hết. Tại vì mình thích ăn nhiều nước, thành ra mình cho nhiều nước. Nếu mà bạn không thích nhiều nước, bạn cho bớt nước lại nha. Nhưng mà khi mà mình làm nhiều nước thì nó loãng quá, trông không có ngon. Mình khuấy một chút xíu bột năng. Như đây là hơn một muỗng cà phê bột năng, mình cho vô từ từ. Không bắt buộc phải cho vô hết đâu nha. Cho vô khi nào nó sệt lại đúng ý mình thì mình ngưng. Các bạn cho một ít vô rồi mình chờ cho nó chín bột rồi mình coi coi sao. Các bạn thấy bắt đầu nó sệt lại. Nếu mà nó còn loãng hơn đó, thì các bạn cho thêm. Nếu mà bạn làm nhiều nước, còn làm ít nước thì bạn cũng không cần đâu. Các bạn thấy bắt đầu nước sệt lại đúng ý mình rồi. Mình ăn nhiều nước nhưng mà nó lại ngon. Hồi nước này cho ăn cơm không ăn cũng ngon lắm. Được rồi, bây giờ mình tắt bếp. Trời hơi lạnh lạnh một chút mà ăn món chua ngọt vô thì là bắt cơm phải biết. Ok, mình tắt bếp nha các bạn. Rồi, các bạn thấy sao? Coi được ha. Rồi, vậy là mình xong các bạn ha. Mình đã cho một chút hành rồi, bây giờ cho thêm chút xíu nữa đi. Lát nữa mình ăn với rau này. Có rau nào ăn cái đó nha, cái này ngoài vườn mình có thì mình ăn thôi. Mình có chén cơm. Ngon lắm các bạn. Bất cứ món nào Việt Nam mình mà chua chua ngọt ngọt vô là ngon hết. Bắt cơm lắm. Vậy là mình đã xong món thịt heo cuộn với lại tôm sốt cà chua ngọt. Không biết cái tên đúng không nhưng mà mình thấy có cái gì mình nói cái đó. Nếu bạn có thì giờ bạn thử làm coi nha. Mình nghĩ ăn ngon chứ không đến nỗi đâu. Nếu bạn thích video của mình, cho mình một cái like và share cho bạn bè cùng xem nha. Nếu bạn có ý kiến gì muốn chia sẻ với mình, cho mình xin nha phần comment. Chúc các bạn thành công trong món thịt heo cuộn tôm sốt chua ngọt. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.